án con mua của Rick Owen 10 triệu, giày Gucci 16 triệu, túi Gucci 2.600 đô la Mỹ 60 triệu, và dí Victoria Secret 2 triệu. Đây là màn bóc giá bước Aofit gây toán của Quỳnh Giao đến từ Đồng Tháp tại Biker Fest năm ngoái. Sau đó, câu chuyện về cô gái 17 tuổi cùng sale đồ 88 triệu đã khiến dân tình bàn tán không ngớt với đủ các ý kiến trái chiều. Riêng Kiết Đồng Tháp từng có màn bóc giá bước Aofit gây sốt. Được biết, Quỳnh Giao là ái nữ trong một gia đình ở miền Tây Phú Quý nhờ quản sợ doanh hải sản và khách sạn. Cô nàng cũng cho biết bạn dạng thân cảm thấy may mắn khi được bố mẹ yêu yêu quý, thương cảm và luôn dành cho mình những điều tốt đẹp. Sau một năm, Quỳnh Giao hiện thời đã 18 tuổi. Sinh nhật tuổi mới của cô bạn được bố mẹ tổ chức cho rất cầu kỳ, lung linh. Quỳnh Giao cũng rất tươi tắn, rạng rỡ trong bộ giấy hoa như một nàng công chúa chính hiệu. Cô nàng hạnh phúc đón tuổi mới bên gia đình. Hiện tại, cô bạn vẫn ở tại Việt Nam cùng gia đình chứ chưa thanh lịch Mỹ du học như dự định. Quỳnh Giao vẫn cùng ba mẹ tận hưởng cuộc sống bằng những chuyến du lịch đến nhiều nơi. Tất nhiên là dù đi đâu thì cũng phải bay bằng giới hạn yêu quý gia và ở tại những khách sạn lung linh, chanh xả nhất rồi. Ương trên du thuyền ở Hạ Long. Ở khách sạn 5 sao tại Đà Nẵng. Đi đâu cũng phải đi giới hạn yêu quý gia đắt đỏ. Hàng hiệu cũng vẫn là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của cô chiêu chính hiệu này. Nhìn chiến tích sắm sửa một buổi sương sương bao gồm túi to túi nhỏ tuổi của Quỳnh Giao mà ghen tị quá đi thôi. Cùng xem thêm một số hình ảnh của cô bạn này. Không thể thiếu những ngày đi sắm sửa banh nóc. Check in ở Mỹ. Tuổi 18 xinh xắn và rạng rỡ. Cô bạn tầm thường đi du lịch cùng mẹ. Xách mỏi tay túi to túi nhỏ tuổi sau một ngày sắm sửa.